Theo tin của truyền thông Việt Nam, Hội đồng nghiệm thu nhà nước Việt Nam phát hiện hàng loạt sai sót kỹ thuật của dự án đường xe hơi Tường Vũ Lạch Huyện, khiến người dân lo lắng về độ an toàn sau khi thông xe. Báo Thanh niên dẫn tin, dự án có mức đầu tư là 12.000 tỷ đồng và đang hoàn thiện hệ thống vạch sơn và điện chiếu sáng. Thế nhưng, qua quan sát bê tông nhựa cho thấy, độ bằng phẳng không đáp ứng đủ nhu cầu kỹ thuật. Một số vị trí bề mặt bê tông nhựa rai rạc có độ rộng lớn. Để đẩy nhanh tiến độ thông xe, Nhà thầu dự kiến sử dụng biện pháp tăng tải để giảm thời gian lún. Tuy nhiên, chưa có các bản tính toán cụ thể để chứng minh việc tăng tải này không ảnh hưởng đến điều kiện an toàn chịu lực của kết cấu đã được thi công hoàn thành trước đó. Bên cạnh đó, thì hội đồng cũng cảnh cáo rằng việc rút ngắn tiến độ thi công nhằm thông xe sớm có thể sẽ ảnh hưởng tới một số hạng mục không tuân thủ đầy đủ yêu cầu yếu thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm tăng chi phí cho công tác bảo trì trong quá trình vận hành do đó hội đồng nghiệm thu đề nghị đại diện chủ đầu tư chỉ đạo các bên liên quan tăng cường nhân lực thiết bị để thi công hoàn thành các hạng mục